cái nội dung của cái phần này ha. A too rich mixture, foul spark that reduces power. In normal combustion, the spark plug ignites the mixture and a small ball of flame forms around the tip of the plug. The piston compresses the mixture, the flame spreads faster and moves evenly to halfway through the mixture. The piston reaches top dead center. The flame picks up more speed, then shoots out to consume the rest of the mixture. Combustion ends with the piston a short way down the cylinder. Đó là quá trình cháy bình thường. Màn lửa bắt đầu từ tamburi lan lan dần ra cháy hết không khí bên trong một đốt. Xem quá trình cháy kết nổ xảy ra như thế nào. Nghe người ta nói cháy trước hay là sau đến lửa. Detonation is a violent detonation condition of flame fronts in the cylinder caused by uncontrolled combustion. It occurs after the spark. Occurs after spark plug. Spark bật lửa điện sau khi muri bật. Plug has fired. The sudden rise in pressure. Cái muri nó nhớ không? Nhìn cái muri nó nhớ bật lửa trước. Rồi những đống lửa bên ngoài nó cháy nữa. Nó va đập vào nhau tạo nhìn nên những cái sóng áp suất cực kỳ lớn, mình đọc áp suất lên tới vài ngàn ký đô, vài ngàn ký luôn. Và đập rất là lớn, màn lửa rất là lớn, áp suất lớn, nhiệt độ lớn nữa. Nhìn nóng chảy, làm hư hỏng tất cả cái bên trong. Đa số là rất là hư hỏng. Can cause a knock. Thấy không? Từ ri ra trước rồi tới cái tâm lửa ngoài. King sound. Đập vào nhau. Sustained detonations can lift temperatures enough to cause pre-ignition. Rồi. Cái thứ hai là pre-ignition là cháy sớm. Also called auto-ignition. Auto-ignition. Pre-ignition occurs before normal combustion. Before normal combustion, cháy trước khi mà cháy thời đến lửa buri xảy ra. Thì nguyên nhân do đâu? Nguyên nhân do cái mùi than trong cái nguồn đốt, mùi than dính trên buri, dính trên cái xung bắp không bạn. Những cái đống lửa nó còn. Và khi nhiên liệu phun vô đi lên áp suất nó đủ, nhiệt độ đủ từ bắp cháy, cháy trước khi buri lên lửa. Và cái hiện tượng và nó cũng giống như là cháy kích nổ diễn ra, nó gây róc máy, hư hỏng động cơ không bạn. When something in the combustion chamber heats up enough to ignite the mixture before the spark plug fires. A mixture may also ignite simply because it is unstable under the higher heat and pressure. Detonation and pre-ignition can cause severe damage and must be avoided. Engine management system. Đó, thế thì em khoa người ta dùng cái cảm biến kích nổ này, xem mà cho mình ta gắn vô để chi? Use knock sensors to detect detonation. Để giám sát cái sự kích nổ xảy ra. And they retard ignition to stop it. Và retard ignition nghĩa là dời các cái lửa lại để giảm, để chấm dứt cái hiện tượng kích nổ. Thì đó là cái kích nổ là như vậy ha. Thì đó là cái công dụng của cái cảm biến kích nổ. Vậy cái nổ là nhắc lại nó dùng để giám sát cái sự kích nổ động cơ, từ đó gửi về thông điều khiển để điều khiển dời lại gốc đến lửa sớm để chấm dứt tình trạng nổ, bảo vệ động cơ, bảo vệ động cơ. Hình dáng của cái nổ tụi em nhìn xa xa, nhìn động cơ nhìn nó giống như là cái cục bóng nhớt kia, nó tròn tròn các bạn. Nhưng mà cục bóng nhớt thì nó sẽ nằm trên cái đường nhớt, nó có gan nhớt, còn cái đường cảm biến nổ thì đường này thường nó nằm giữa động cơ, thường thường nó nằm giữa động cơ. Được. Quan sát cho kỹ ha. Hình dáng nó đây giống như cục bóng nhớt vậy, tròn tròn giống cục bóng nhớt nhưng mà nằm giữa động cơ, và không có nằm trên gân nhớt. Một số xe mới về thì nó bố trí hai cái máy kích nổ luôn, hai cái hai bên luôn. Số xe hiện đại giờ siêu xe bố trí mỗi động cơ mỗi cái máy kích nổ, bốn máy bốn cái máy kích nổ, sáu máy sáu cái máy kích nổ, vì mỗi cái máy kích nổ là nó điều khiển cho một máy, điều khiển đến lửa cho một máy, ảnh hưởng như vậy khác. Vì khi mà dời gốc đến lửa thì nó dời tất cả máy, ảnh hưởng tới công suất động cơ, nên là dời từng máy để đảm bảo duy trì được công suất động cơ. Ở đây là cái điện áp của mấy cái nổ xảy ra, điện áp này ha, điện áp cao đỉnh này ha, điện áp của nó phát ra là khi động cơ làm việc bình thường đây ha, động cơ làm việc bình thường thì điện áp phát này cái strong quick là nó ngay giữa, giả sử như ở trong cái thời kỳ đến lửa động cơ đến lửa cái bọc ngay quá trình cháy diễn ra, cháy dẫn nội sinh công gì nào bọc cái công suất đẩy tăng mạnh xuống đó, thì lúc này cái sóng hơi mạnh xíu, mạnh xíu. Còn bình thường thì điện áp phát ra rất là thấp, điện áp của mấy kích nổ phát ra milivolt rất là thấp, thấy chưa? Thì thầy sẽ giải thích cái nguyên lý làm việc của nó như thế nào.
Thì cái nguyên lý làm việc của nó như sau ha. Để mà chế tạo ra cái máy kích nổ thì người ta làm như thế này này. Đầu tiên là chế tạo động cơ, xong người ta đưa cái động cơ lên, người ta đem lên bằng thử, người ta thử và đầu người ta tăng tải. Cái nguyên nhân xảy ra kích nổ thì tụi em tìm hiểu nha, thầy giải thích sơ sơ thôi. Tăng tải lên để tạo ra kích nổ, tăng dần dần tăng mức khi mà trung động cơ xảy ra, thì đó người ta biết kích nổ xảy ra. Người ta đo tần số tại khi mà động cơ rung động, tại khi mà động cơ kích nổ xảy ra đó. Thì rõ chưa? Thì cái tần số rung động khi mà động cơ xảy ra kích nổ nó khoảng 7 kHz, được chưa? Sau đó người ta bắt đầu chế tạo cảm biến sao cho cái tần số dao động riêng của cảm biến này, tần số khăn của cảm biến này nó khoảng 7 kHz, hiểu được chưa? Sau đó là người ta đem cái cảm biến này thì gá lại động cơ. Động cơ làm việc thì nó làm việc nhiều chế độ, mà nó có thể rung là vài hạt, vài trăm hạt, thậm chí trăm ngàn hạt, rung động như thế nào không biết. Nhưng mà khi động cơ xảy ra kích nổ thì tần số rung động của động cơ là khoảng 7 kHz. Mà tần số rung động của động cơ khoảng 7 kHz thì nó trùng với tần số rung động của rung động riêng của cảm biến. Tần số dao động của cái động cơ trùng với tần số rung động riêng của cảm biến là cái F0, 7 kHz. Thì khi đó trong cảm biến nó xảy ra một cái hiện tượng gọi là hiện tượng cộng hưởng, resonance, hiện tượng cộng hưởng. Khi mà hiện tượng cộng hưởng xảy ra thì cái biên độ dao động của cảm biến này nó lớn nhất, và lớn nhất thì điện áp phát ra là lớn nhất, và điện áp lớn nhất là khoảng 2.5 V, được chưa? Vậy cái động cơ nó không biết là khi lúc nào nó kích nổ, nó không biết, nó chỉ nhận biết được cái điện áp từ cảm biến kích nổ gửi về cho nó là 2.5 V. Thì khi đó hệ thống điều khiển nó biết, nó điều khiển cái cấp đánh lửa, nó dời lại cấp đánh lửa, trễ lại để cho nó chấm dứt cái hiện tượng kích nổ xảy ra. Hiểu vấn đề không? Hiểu về cái kích nổ không? Vậy bản chất của nó là gì? Nó dùng cái hiện tượng cộng hưởng ở trong cái cảm biến kích nổ, nó gá lại động cơ, và khi cộng hưởng xảy ra thì điện áp của cảm biến nó phát ra lớn nhất và nó báo về số. Còn bình thường cái cảm biến này phát ra điện áp rất là nhỏ, khoảng vài milivolt đến vài trăm milivolt, rất là nhỏ. Khi kích nổ xảy ra, biên độ dao động lớn nhất thì điện áp nó phát ra lớn nhất và lấy cái điện áp khoảng 2.5 V nó cấp về số để sẽ biết kích nổ xảy ra, điều khiển cảm biến lại sớm, được chưa? Đó là nguyên lý làm việc của kích nổ nha. Ngoài cái cảm biến kích nổ là tròn thì nó có còn có cảm biến kích nổ là dệt nữa. Và dệt thì nó là không cộng hưởng, nhưng mà nó cái vùng làm việc của cảm biến là dệt nó rộng hơn sau cảm biến loại tròn. Và đây gắn này một số nhận xe sang hơn, được chưa? Cái này một số xe xe sang hơn, một số xe ví dụ như xe đây là xe lấy sợi không, đây là ưu trí từ 4 cái cảm biến kích nổ, 4 cảm biến kích nổ, 8 máy bố trí 4 cảm biến kích nổ nha. Về điều khiển chống kích nổ thì khi mà động cơ nhận biết kích nổ xảy ra thì có hai trường phái để điều khiển chống kích nổ. Trường phái thứ nhất là trường phái của Nhật. Nhật thì nó ưu tiên nó bảo vệ cái động cơ. Nên cơ, giả sử cấp năng lượng sớm của tụi đang ở 10 độ thì khi cái độ xảy ra nó rớt xuống còn 5 độ. Giảm xuống một lần 5 độ, cái bước nhảy của nó 5 độ. Sau đó nó mới kiểm tra lại hết cái nổ xảy ra thì nó nâng dần dần lên 6 độ, 7 độ, 8 độ, 9 độ, 10 độ để nó ổn định công suất động cơ. Bởi vì khi mình dời cấp năng lượng sớm thì cái công suất động cơ sẽ giảm đột ngột luôn. Cho nên là sao? Nó rớt cầm cái nổ xuống, dời cấp năng lượng sớm xuống để nó bảo vệ động cơ trước. Sau đó mới nâng dần lên. Trường phái thứ hai là nó giảm từ từ. Đang đánh lửa sớm 10 độ nó giảm xuống còn 9 độ. 9 độ nó kiểm tra gửi bị sâu báo là còn rung động không, còn cái nổ không? Còn cái nổ thì nó giảm tiếp xuống 8. Kiểm tra tiếp còn không? Còn thì giảm tiếp xuống 7. Không còn nâng dần dần lên 7 độ, lên 8 độ, lên 9 độ, lên 10 độ lại, ổn định lại công suất. Bây giờ thì có hai trường phái, trường phái của bên Mỹ, trường phái của Nhật khác nhau. Tùy theo cái thằng lập trình ha, muốn lập trình kia lập trình. Đó còn ví dụ trong sữa tụi em muốn tạo kích nổ thì không tạo được, khó tạo kích nổ. Mà khó phải làm bằng thử để tạo kích nổ được. Và không tạo kích nổ bình thường không tạo được, không thể tạo được. Bằng thử tạo tải mới tạo được, bây giờ khó tạo kích nổ lắm. Mà muốn biết giờ nó lại sớm thì dễ, ở đây mình sẽ làm cách như thế này. Dựa vào nguyên lý của nó. Cái điện áp mình cấp cho nó là điện áp 2.5 V. Như là thành kích nổ phát ra. Tạo kích nổ sớm. Thì khi cách 2.5 V vô chân càng càng ha. Vào chân càng càng thì sao? Vào chân càng càng
thì ISO nó hiểu là bây giờ nó đâu có hiểu là kết nối không, nó chỉ hiểu là điện áp này đang kết nối sẽ ra, thì nó tự nhiên nó giờ cũng được, nó giảm lại, giảm. Bây giờ nếu mình lấy ra thì nó biết là hết kết nối, mình bỏ vô thì nó giảm. Đó là một trong cách mình xem thử cái cảm ứng kết nối này có đáp ứng hay không. Này cái mạch, cái hệ thống điều khiển này có đáp ứng cái cảm ứng kết nối này không? Nha. Đó. Thì đây là cái nội dung về cái cảm ứng kết nối. Đây là cái nội dung cuối cùng trong cái bài giảng về các cảm biến ở trên động cơ, cộng với một số cái bài giảng trên